mọi người, ngoài cái việc mà chúng ta dưỡng kem body thì có cái cách là tẩy da chết. Nhưng mà ngoài cách tẩy da chết để thúc đẩy quá trình trắng da mạnh hơn, nhanh hơn, cũng như là khi mà chúng ta đánh kem lên nó sẽ đều màu da của mình hơn, thì chúng ta cần phải sử dụng em sữa tắm trắng. Và ngày hôm nay em lại mang đến cho mọi người dòng sản phẩm sữa tắm Olay phiên bản của Trung. Đây là hoàn toàn là từ Trung, đây là hàng bản Trung nha mọi người. Cái này là hàng chính hãng của Trung, nên khi mà mọi người nghe nó, ồ trời ơi, hàng Trung Quốc liệu có xài được hay không? Hàng chính hãng nha, xài rất là êm, rất là ngon, rất là trắng, rất là thơm, cũng như là nó sẽ bảo vệ da nè, làm da trắng mịn lên tông rõ luôn mọi người ơi. Cái này là hàng chuẩn nên á, được bộ y tế kiểm nghiệm nè, được giấy chứng nhận đầy đủ luôn, không phải hàng fake, nên mọi người cứ yên tâm nha. Nghe nói hàng Trung là mọi người hay ngỡ và hơi có cảm giác là lo sợ, nhưng mà mọi người ơi, hãy thử sử dụng sữa tắm Olay này để cảm nhận được chất lượng trắng như thế nào. Được rất là nhiều YouTuber quảng cáo em này, và giá trên thị trường rất là đắt đỏ chứ không phải rẻ đâu. Hàng Trung mà hàng Trung chính hãng nó mới giữ, khi mà chúng ta sử dụng á cực an toàn luôn nè. Cái này nó mới đầu em nhìn vô em tưởng nó dán, nhưng mà không phải nha, cái chai nó sáng như này luôn á, nó sáng như này luôn, mình cào cũng không có bị trôi luôn nha. Đó, cái này là một chai như này thì nó sẽ có là 500g, tức nghĩa là 500ml nha mọi người. Giờ cái bọt nó như này nè, thơm lắm. Hồi ngày mai em sẽ hứa là em sẽ test thử giữa cái phiên bản bản Trung và bản Trung và bản Thái, có thử là cái em nào sẽ là ok hơn nha. Sau đó em sẽ review lại cho mọi người. Nhưng mà em nghĩ là bản Trung hay là bản Thái nó đều sẽ có một cái chất lượng, nói chung là chất lượng đều là làm trắng da, nhưng mà không biết cái nào lên tâm hơn và cái nào dễ bắt nắng hơn nha. Hãy đón xem video ngày hôm sau. Và mọi người ơi, muốn mua những chị em nào đã sử dụng Olay này, hãy cho những ý kiến bình luận ở phía bên dưới, hoặc là có sự so sánh nào đó thì mọi người cứ bình luận ở phía bên dưới, em sẽ là review chân thật nhất để mọi người cùng nhau biết được cái sản phẩm nào chất lượng, sản phẩm nào sẽ được mọi người yêu thích nhất, thì em sẽ là review lại cho mọi người, cũng như là sẽ tư vấn mọi người kỹ hơn nha. Liên hệ em để được đặt hàng qua số điện thoại hotline là 0355 838 057, hoặc là 0773 339 279, hoặc là 0356 605677, Facebook Trần Thị Alice nha. Bye bye.